Độc lạ chiếc xe to như căn biệt thự, dân mạng nhìn tưởng ghét và sự thật bên trong. Mới đây, cộng đồng mạng đã không khỏi xôn xao trước hình ảnh một chiếc xe. Giao diện thì rất là xe hơi, nhưng thể hình lại bằng một chiếc xe tải. Thậm chí có thể ví von như một chiếc container cũng vừa. Kích thước vô cùng phi lý của chiếc xe hơi đã khiến cho nhiều người không khỏi nghi ngờ. Kể cả khi được xem tận mắt đoạn clip chiếc xe đang dừng đổ lại lề đường. Không ít người vẫn khăng khăng khẳng định đây là clip đã qua cắt ghép chỉnh sửa. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, chiếc xe thương hiệu Audi siêu to khổng lồ thực sự tồn tại. Mặc dù không phải hàng thật của hãng xe, mà chỉ là sản phẩm được cải tiến bởi các pháp sư Trung Hoa. Sở hữu một dáng dấp bự gấp 3 lần chiếc xe bình thường, một người trưởng thành cũng chỉ vừa bằng một cái bánh xe. Thế nên bên trong chiếc xe cũng rộng thênh thang, còn lót cả sàn bằng gạch đỏ cực kỳ sang trọng, rất phù hợp cho những chuyến du lịch của một gia đình tam đại đồng đường. Thế nhưng do sở hữu kích thước vượt trội, nên chiếc xe cũng có nhiều bất tiện như là không đủ không gian để mà dừng đổ, không thể lưu thông trên các con đường lớn. Muốn leo lên leo xuống phải dùng tới cái thang chuyên dụng. Không những thế, chiếc xe cũng được dự đoán là cực kỳ tốn nhiên liệu. Thế nên những đại gia thực sự giàu có mới có thể sở hữu được chiếc xe bé bỏng này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.